nóng hơn nữa rồi. Quá nóng luôn. Trời mà quay đi đâu nãy giờ tìm thầy á. Và hai kích đến từ Duy Nhất, rõ ràng combo đòn bằng tay đến từ Tiến Long, sau đó là một cú takedown thành công. Cố gắng tạo ra những cú đá vào phần chân của Duy Nhất khi võ sĩ ở góc đài màu đỏ đang nằm sàn. Những đòn thế bằng chân vào thời điểm này sẽ không mang lại những đòn đánh. Tiếp tục là một đòn thế rất lạ mắt đến từ Tiến Long. 10 giây cuối cùng của hiệp thi đấu thứ hai. Cả hai võ sĩ của chúng ta rất thân thiện, một nụ cười rất fair play đến từ cả hai võ sĩ. Và cả hai đều hiểu rằng đó là một cuộc dạo chơi, đó là tinh thần võ thuật. Cố gắng tạo ra một cú đấm vòng không chính xác của Tiến Long. Cố gắng thách đào đến từ Tiến Long. Tiến Long vẫn đang thể hiện được bản lĩnh của mình trước độc cô cầu bại. Một pha thách đào quá đẹp mắt đến từ Tiến Long.
Võ sĩ luôn có được những miếng đánh hết sức đẹp mắt và rất lạ mắt. Rõ ràng là trong những tình huống khóa xiết thì Duy Nhất cũng không phải là thế mạnh của mình. Có một tình huống khóa tay đến từ Duy Nhất. Liệu Tiến Long có thể thoát ra? Rất nhanh chóng, rất đẹp mắt. Quá đẹp mắt. Không ai có thể nghĩ rằng Tiến Long lại có thể thực hiện một tình huống như vừa rồi để thoát ra trong tình huống khóa tay của Duy Nhất. Sự hưng phấn đang được tạo ra, sự hưng phấn đang được tạo ra bởi Tiến Long. Sau một tình huống đấm vòng, đó là một cú uppercut, một cú đấm móc đến từ Duy Nhất. Miếng đánh sở trường của Độc Cô Cầu Bại. Cú body kick cũng rất nặng. Tiến Long vẫn đang đứng vững và áp sát. Thêm một cú body kick chính xác nữa đến từ Duy Nhất. Liệu có một tình huống takedown nữa? Tiếp tục là một tình huống takedown đẹp mắt nữa đến từ Tiến Long. Không biết ai sẽ là người giành chiến thắng nếu như có phần tính điểm. Mặc dù đã rất mệt, cố gắng takedown và chờ đợi khi Duy Nhất tung ra một cú lên gối thì đó là thời cơ để Tiến Long tạo ra được một cú takedown. Thời gian của hiệp thi đấu thứ 5 vẫn còn rất nhiều, vẫn còn hơn 1 phút thi đấu nữa. Và những lời căn dặn của vị huấn luyện viên của Tiến Long đó là sử dụng những đòn đấm vào vùng mạng sườn của Duy Nhất để tạo ra được sự bất cẩn. Mười giây cuối cùng của hiệp thi đấu thứ 5. Liệu thời gian còn đủ hay không để Duy Nhất có thể tạo ra được một submission? Chưa đủ lực. Một thế khóa mà Duy Nhất tạo ra là chưa đủ lực. Nguyễn Tiến Long dẫn dắt phần thưởng tiền mặt trị giá 40 triệu đồng. Xin mời.